Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý official kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người thì trong video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu những cái vấn đề liên quan tới chính sách lương hưu năm 2024 nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và có đủ và đáp ứng đủ điều kiện về tuổi đời thì được nhận quyết hưởng chế độ hưu trí chế độ hưu trí là chế độ quan trọng nhất của hệ thống bảo hiểm xã hội lương hưu là quyền lợi hợp pháp của người lao động sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lao động và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nhằm ổn định cuộc sống cho người lao động khi hết tuổi lao động chế độ hưu trí bao gồm hai quá trình là đóng và hưởng Quá trình đóng được thực hiện khi người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội và quá trình hưởng bắt đầu từ khi người lao động nghỉ việc và hưởng lương hưu cho đến khi người lao động qua đời. Người hưởng chế độ hưu trí được hưởng lương hưu hàng tháng cho đến trọn đời, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng các chế độ liên quan của người được hưởng lương hưu. Người đang hưởng lương hưu chỉ bị tạm dừng hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc là cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cho người lao động được xác định làm việc hưởng lương hưu không đúng với quy định của pháp luật. Điều 149 Bộ Luật Lao Động năm 2019 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau. Thứ nhất là khi sử dụng lao động là người cao tuổi thì hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thứ hai là khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngồi quyền lợi được hưởng chế độ hưu trí người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Thứ tư là không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động cao tuổi trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động. Thứ sáu là người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc. Theo quy định nêu trên thì người đang hưởng lương hưu mà làm việc theo đồng lao động mới thì ngồi quyền lợi được hưởng theo chế độ hưu trí thì người lao động cao tuổi còn được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động theo hợp đồng lao động đồng nghĩa người đang hưởng lương hưu nhưng vẫn đi làm thì không bị cắt lương hưu nếu người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả hai chế độ cho thân nhân của người lao động hưởng lương hưu cụ thể là trợ cấp mai táng và trợ cấp tốt hàng tháng hoặc là trợ cấp tốt một lần Đối với cái việc mà trợ cấp mai táng thì theo quy định tại điều 66 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân của người lao động đó được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở. Ngồi ra thân nhân của người lao động cũng sẽ nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với các trường hợp người lao động chết khi đang đóng bảo hiểm xã hội, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên. Người lao động chết do tai nạn lao động, bị nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động về nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng, do đó mức trợ cấp mai táng mà người thân của người lao động có thể nhận được là 18 triệu đồng. Thứ hai là về trợ cấp tốt hàng tháng. Thì theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân sẽ được trợ cấp tốt hàng tháng. Thân nhân được trợ cấp tốt hàng tháng sẽ bao gồm con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh ra khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai, vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, chồng hoặc người khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, chồng hoặc người khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tốt hàng tháng sẽ bằng 70% mức lương cơ sở. Số thân nhân được trợ cấp hàng tháng tối đa không quá 4 người, nếu có từ 2 người lao động chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp theo quy định. Thứ ba là về khoản trợ cấp tốt một lần sẽ được áp dụng đối với thân nhân của người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là người lao động chết không thuộc trường hợp áp dụng chế độ trợ cấp tốt hàng tháng. Thứ hai là trường hợp người lao động chết thuộc đối tượng áp dụng trợ cấp tốt hàng tháng nhưng không còn thân nhân đủ điều kiện để hưởng chế độ này. Thứ ba là thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tốt hàng tháng nhưng có nguyện vọng nhận tốt một lần. Trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hẹp vợ, hẹp chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 8 trăm trở lên. Nếu người lao động chết mà không có thân nhân, thì trợ cấp tốt một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Bước hưởng trợ cấp tốt một lần cho thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu qua đời vào những tháng sau đó thì cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi nửa tháng lương hưu, Bước trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu. Pháp luật quy định bố mẹ thuộc đối tượng người phụ thuộc và được giảm trừ gia cảnh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, nếu bố mẹ trong độ tuổi lao động thì cần phải đáp ứng điều kiện sau đây. Thứ nhất là không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng bị khuyết tật hoặc là không có khả năng lao động nếu bố mẹ ngồi độ tuổi lao động thì cần phải đáp ứng điều kiện sau đây là không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng như vậy căn cứ vào mức thu nhập bình quân hàng tháng của bố mẹ và một số điều kiện khác thì bố mẹ có lương hưu có thể được giảm trừ gia cảnh nếu thu nhập bình quân không quá 1 triệu đồng và đáp ứng những điều kiện còn lại thì vẫn có thể đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh còn mức lương hưu cộng với tất cả các nguồn thu nhập khác mà bình quân theo tháng trong năm vượt quá 1 triệu đồng thì, thì sẽ không được đăng ký là người phụ thuộc. Theo quy định thì người lao động đang hưởng lương hưu nếu ra nước ngoài định cư thì sẽ được giải quyết trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và đối với cái khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi thì được tính bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ đi 0,5 tháng lương hưu mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu Theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc và quỹ hưu trí và tử tốt để được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trong đó bao gồm lương hưu. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn những vấn đề liên quan tới chính sách lương hưu năm 2024. Nếu như mà bạn có những cái thắc mắc về vấn đề này cũng như là những vấn đề pháp lý khác thì hãy để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận. Để... Và nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé